gặp gỡ một trong những loài động vật độc đáo nhất trên thế giới, quái vật gila sống chủ yếu ở vùng sa mạc khô cằn như Arizona của Mỹ và Mexico. Chúng là một trong số ít loài thằn lằn có nọc độc trên thế giới. Nọc độc của chúng chứa chất hóa học neurotoxin, chất độc thần kinh ở mức độ nhẹ. Vì vậy, những vết cắn của gila thường sẽ khá đau nhưng không dẫn đến tử vong với con người. Chúng thường đột kích vào tổ để săn trứng chim và chim con với chiếc lưỡi dài, trẻ đôi quái vật Gila sẽ đớp gọn con mồi trong nháy mắt. Lúc này, thằn lằn Gila sẽ cắn con mồi sau đó chất độc trong rãnh của răng từ từ đi vào cơ thể nạn nhân thông qua vết thương. Chúng là loài thằn lằn di chuyển chậm chạp. Với thân hình ngắn, đầu to và cơ thể chắc nịch. Chúng có lớp da cứng, tựa rát cường, có hai màu đen, hồng đan sen, tạo thành hoa văn. Da của chúng có nhiều vòng đẹp mắt. Quái vật Gila có thể đạt tới 56cm và nặng tới 2,7kg.